các bạn, mình là Thảo Ly. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Shop Thú Cưng Bestsin.net. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái giống sóc cũng rất là mới lạ ở Việt Nam chúng ta. Thì nó xuất hiện cách đây khoảng chừng cỡ 2 năm thôi các bạn. Thì cũng may mắn á, là sóc mình là một trong những chú sóc đầu tiên bán cái sóc Bắc Mỹ này vào mùa đầu tiên năm ngoái. Thì năm ngoái thì sóc con sóc Bắc Mỹ mini này nè, nó đến với mình là cũng một dịp rất là tình cờ. Thì mình đặt hàng là sóc Bắc Mỹ nha các bạn. Nhưng mà khi giao hàng là con sóc Bắc Mỹ mini này, thì lúc đầu thì cảm giác của mình cũng rất là hoang mang. Mình cũng không biết là giống này như thế nào, nuôi sao. Nhưng mà sau khi mình tìm hiểu rồi thì mình cảm thấy là cũng dễ nuôi. Nhưng mà năm ngoái thì mình chưa có làm video giới thiệu cho các bạn được. Bởi vì là đây là lần đầu tiên mình nuôi. Mình cũng muốn là xem xét thử là thực nghiệm nuôi ra như thế nào. Đó thì mình mới dám chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Thì năm nay thì quay trở lại mùa thứ hai rồi. Thì sau khi là mình đã bán rồi nè, mình đã nuôi và mình nhận được sự phản hồi từ các khách hàng của mình, thì mình mới tự tin và mạnh dạn chia sẻ cái kinh nghiệm cho các bạn. Nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các bé sóc Bắc Mỹ mini này. Thì các bạn nghe là sóc Bắc Mỹ mini, cái tên này một phần nào đó đã giới thiệu một cách tổng quát về các bé sóc này. Thứ nhất là nguồn gốc, nó là xuất hiện là ở Bắc Mỹ nha các bạn. Nguồn gốc đầu tiên là ở Bắc Mỹ. Và đặc điểm của nó là nó rất là giống những cái con Bắc Mỹ dòng phổ thông. Cái thứ hai nữa, sóc Bắc Mỹ mini, cái từ mini nó có nghĩa là giống sóc nhỏ. Tức là nó sẽ khi mà trưởng thành, kích thước nó sẽ nhỏ hơn so với các bé sóc Bắc Mỹ size phổ thông các bạn. Nên cái tên bên mình đặt là sóc Bắc Mỹ mini. Thì video hôm nay á, mình sẽ giải quyết cho các bạn 4 câu hỏi. Cái thứ nhất á, là đây có phải là con sóc không? Các bạn, tại vì nhìn hình dáng cũng hơi khác lạ nha các bạn. Cái thứ hai nữa là đặc điểm sinh hoạt ăn uống của nó sẽ như thế nào? Câu hỏi thứ ba là con này có phải làm thú cưng được không? Và câu hỏi thứ tư, nó có phải là sóc Nam Mỹ hay không? Thì các bạn hãy cùng theo dõi video của mình để có câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng như vậy nhé. Thì mình sẽ giải quyết cái câu hỏi đầu tiên nha các bạn. Thì con này có phải là sóc không? Thì con sóc Bắc Mỹ mini này của mình á, thì nó có tên tiếng Anh là Richardson Cross Sparrow. Thì mình đọc tiếng Anh nó không có chuẩn đâu, nhưng mà mình có để cái tên tiếng Anh của nó ở dưới cái video các bạn. Thì các bạn có thể là xem cách đọc ở trên mạng cho nó chính xác nha. Thì Richardson á, là cái tên mà cái người phát hiện ra nó, cái người mà đưa nó vào cái danh sách phân loại vào những năm 1820 mấy. Còn Crow Sparrow tức là cái con sóc sống ở mặt đất đó các bạn đó. Vì vậy á, thì nó là một trong 21 cái loài sóc sống ở thảo nguyên Bắc Mỹ. Nên cái nguồn gốc nó là ở Bắc Mỹ nha các bạn đó. Nhưng mà các bạn thấy lạ không? Tại vì sao mà con sóc này á, nó không có đuôi giống như những con sóc các bạn hay thấy là sóc bông hoặc là sóc đất, các bạn hay thấy là đuôi nó rất là bung to. Nhưng con sóc này là các bạn thấy là cái đuôi nó nhỏ xíu mà gọi là sóc, bởi vì nó là giống sóc sống mặt đất, nó không có cần giữ thăng bằng khi mà ở trên cây giống như là sóc bông hay sóc đất của mình, nó hoạt động trên cây nhiều nên nó cần có một cái đuôi to để giữ thăng bằng đó. Nhưng mà chính xác cái này nó thuộc loài sóc thì các bạn. Rồi, câu hỏi thứ nhất đã được trả lời. Câu hỏi thứ hai, mình sẽ giới thiệu các bạn là đặc điểm sinh sống của nó như thế nào, rồi ăn uống như thế nào. Đầu tiên thì mình giới thiệu á, là nó tuổi thọ của nó nha các bạn. Tuổi thọ của các bé này á, thì là thường á, trong môi trường tự nhiên thì 3 đến 5 năm thôi. Nhưng mà khi mà trong môi trường mà nuôi, các bạn nuôi nhốt như thế này, các bạn nuôi các bạn cho ăn uống đầy đủ, chăm sóc tốt á, thì tuổi thọ lên đến 7 năm. Đây là các nghiên cứu của các chuyên gia. Tại vì mới đây thì mình mới nuôi có 2 năm thôi, nên là đây là những nghiên cứu mình đọc tài liệu bằng tiếng Anh thì mình thấy như vậy. Rồi, cái thứ hai nữa là nó ăn uống những cái thứ gì. Thì 80% thành phần đồ ăn uống của nó là thực vật. Ví dụ như các hạt ngũ cốc này các bạn, rồi cỏ khô. Cỏ khô thì giống như là cỏ avocado vậy nè. Đó, cỏ khô nha các bạn. Cỏ khô, rồi các loại hạt ngũ cốc. Rồi 20% đó là những cái thức ăn như là protein, chứa protein như là các
loại côn trùng nè, sâu nè, hoặc là những cái mẫu thịt mà chúng tìm được. Nhưng mà đặc biệt chúng không có phải là loài săn mồi đó, nên là vậy là chúng cũng khá là hiền nhé các bạn. Thì thức ăn thì mình nói sơ qua như vậy. Rồi tiếp theo là sinh sản của nó như thế nào. Thì con này á, khi mà các bạn nuôi được khoảng cỡ 1 tuổi á, thì là đã bắt đầu có thể sinh sản được. Cái thứ hai nữa là cái thời gian mang thai của nó cũng rất là ngắn các bạn, thì khoảng chừng cỡ 23 ngày thôi. Và khoảng tầm 1 tháng á, là con có thể trưởng thành. Những bé sót bên mình bán ở đây á, là độ tuổi khoảng chừng 2 tháng tuổi nha các bạn. Các bé này thì đã ăn uống tốt rồi, cũng rất là dễ thương nha các bạn. Rất là hiền lành, dễ thương, dễ uống vậy nè. Con sóc này á, thì hiện tại cả sóc Bắc Mỹ và sóc Bắc Mỹ mini thì ở Việt Nam của mình thì chưa có thấy ai sinh sản được cả. Nhưng mà mình nghĩ á, là nếu như bạn nào thực sự tâm huyết và nghiên cứu thật sự á, thì mình nghĩ vẫn nuôi được, vẫn nuôi đẻ được. Tại vì mấy bé này cũng thực sự toàn bộ là người ta nuôi đẻ nhân giống trong điều kiện nhân tạo không nha các bạn. Thì nếu mà bạn nào nuôi được đó, thì là cũng một hướng phát triển kinh tế rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời đến câu hỏi thứ ba. Thì con này có phải là thú cưng để nuôi chơi được không các bạn? Thì mình sẽ trả lời là con này thì đã được nuôi làm thú cưng ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Và năm ngoái thì theo kinh nghiệm thực tế thì mình nuôi và mình bán cho các bạn á, thì nuôi về huấn luyện cũng rất là dễ thương, cũng rất là hiền nha các bạn. Rất là thân thiện luôn. Nhưng mà mình chịu khó, thời gian đầu thì các bé sẽ chưa quen, các bé sẽ hơi nhát một chút. Nhưng mà mình chịu khó ôm, bắt, vuốt ve nhiều thì các bé sẽ dần dần quen với mình các bạn nha. Con này thì đã được làm thú cưng ở nhiều nơi trên thế giới. Nếu mà các bạn gõ từ khóa tiếng Anh đó, thì sẽ có rất là nhiều video về các bé. Nhưng mà ở Việt Nam thì mới có xuất hiện 2 năm gần đây thôi, nên là chưa có nhiều video về các bé nha các bạn. Nên là mình hy vọng thì khi mà các bạn nuôi rồi sẽ có nhiều bạn chia sẻ những cái video, những cái clip thương về các bé các bạn nha. Các bạn biết sao không? Tại vì trong những cái nghiên cứu của người ta đã nghiên cứu rồi thì là trong 60 năm qua khi mà biến đổi từ con này, từ động vật hoang dã trở thành thú cưng thì chưa có phát hiện nào cái bệnh lây từ con sóc này qua người. Nên các bạn cũng yên tâm khi các bé làm thú cưng trong nhà các bạn nha. Câu hỏi thứ tư á, mình giải quyết cho các bạn luôn. Thì đó là con này có phải sóc là Nam Mỹ hay không? Thì nãy giờ thì những cái gì mình giới thiệu á, thì cũng đã một phần nào giải đáp cho các bạn con này có phải sóc Nam Mỹ hay không rồi. Nhưng mà trên thị trường thì mọi người hay gọi là sóc Nam Mỹ. Thực chất đó là mình hiểu là mọi người gọi sóc Nam Mỹ để phân biệt với lại sóc Bắc Mỹ. Nhưng mà riêng đối với sóc bé sinh của mình thì mình sẽ không có gọi như vậy, bởi vì mình cảm giác là gọi như vậy thì nó bị sai nguồn gốc đi, thì cũng không có hay. Mấy em nhỏ khi mà các bạn gọi là sóc Nam Mỹ thì các em sẽ định hình trong đầu là à, con này sống ở Nam Mỹ. Và thực chất là mình đem nó đi xa quá so với cái nguồn gốc của nó, nên mình vẫn giữ lại cái tên cho nó là sóc Bắc Mỹ mini, hay là dài hơn thì mình gọi là sóc Bắc Mỹ dòng mini. Các bạn yên tâm, khi mà các bạn đến với cửa hàng vệ sinh của mình á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn rõ à, bé nào là sóc Bắc Mỹ, bé nào là sóc Bắc Mỹ dòng mini. Tại vì cái dòng mini này nha các bạn, cái giá thành nó thì có một nửa thôi, từ kích thước đến giá thành đều một nửa so với lại cái bé sóc Bắc Mỹ trưởng thành đó. Thì bên mình cũng có bán sóc Bắc Mỹ nữa, thì hy vọng là hôm nào đó mình sẽ ra một cái clip để hướng dẫn giới thiệu về sóc Bắc Mỹ cho các bạn biết. Và mình bán hàng thì mình nói rất là rõ dòng này như thế nào, đặc tính sao, để các bạn không nhầm lẫn, chứ không phải là mình gọi tên sóc Bắc Mỹ mini để cho các bạn nghe cho nó sang, để các bạn mua dòng này. Không phải như các bạn, tại mình muốn nói đúng nguồn gốc và đúng cái bản chất của con vật ở đây. Còn một điều này nữa mà nãy giờ mình rất là quan trọng mình quên chia sẻ với các bạn, đó là con sóc này khi trưởng thành thì nó khoảng từ 3 đến 500 gram thôi nha các bạn. Thì cái size đó là sẽ bằng một nửa con sóc Bắc Mỹ phổ thông dòng bình thường. Rồi hy vọng là những cái kiến thức mình đem lại cho các bạn sẽ có giúp cho các bạn hiểu được về con sóc Bắc Mỹ dòng mini này. Và bên mình thì khi bán thì sẽ có cả sóc Bắc Mỹ và sóc Bắc Mỹ mini luôn, thì có nhiều sự lựa chọn cho các bạn và có đầy đủ thức ăn, vật dụng, hết chuồng nuôi. Thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn nuôi một bé sóc như thế nào là chính xác nhất. Thì video hôm nay mình cũng
có rất là nhiều kiến thức nhưng mà nhiều khi mình truyền tải chưa có hết, chưa có đầy đủ đến các bạn. Thì nếu mà các bạn có những câu hỏi, có những thắc mắc gì thì các bạn hãy comment bên dưới để mình có thể là giải đáp những thắc mắc thêm cho bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.